Xin trân trọng kính chào quý vị. Hôm nay Dũng Audi tiếp tục lên sóng báo giá một mẫu xe vừa về tại cửa hàng của Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Đây là một chiếc Joyty Z500. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và hiện tại bên em đang bán với giá là 296 triệu đồng. Quý vị, quý anh chị nào quan tâm đến chiếc Joyty Z500 này, vui lòng alo trực tiếp cho Dũng Audi theo số điện thoại 0855 966 966, hoặc trực tiếp đến tại cửa hàng của Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương, có địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, cạnh khách sạn 25 tầng, khách sạn Nam Cường, để xem xe, chạy thử xe và test xe. Thì bây giờ để đi vào phần tiêu đề chính của buổi giới thiệu về chiếc Joyty Z500 này, thì em sẽ đi vào phần form dáng tổng thành, nội ngoại thất. Thì đầu tiên, cái điểm nhấn đầu tiên đấy là một cái dàn đèn bi xenon siêu sáng và được chế thêm một dãy đèn LED đây, cực kỳ đẹp. Đấy, hai bên xe màu trắng sứ, trang bị 4 phanh ABS, chống bó cứng an toàn, xi nhan trên gương, xi nhan trên gương. Đây chiếc xe này hiện bên Dũng Audi đang bán với giá là 296 triệu đồng cho chiếc Joyty Z500 sản xuất năm 2016. Bốn lốp còn mới, bốn phanh ABS đây. Bốn phanh ABS. Cả trước cả sau. $296 triệu đồng cho một siêu phẩm sedan biển Hà Nội. Còn đây, bây giờ mình và các bạn sẽ đi vào phần nội thất để xem chiếc xe này nó nội thất nó như thế nào. Chiếc xe vẫn đang ghế cơ nhá. Có gương kính chỉnh điện này. Đấy, gương kính chỉnh điện này, ghế cơ. Khóa kính trẻ em. Nội thất đây. Cực đẹp. Mình rất ấn tượng về cái dòng xe Joyty này, nội thất cực đẹp. Đấy, tắp ly tắp lô này. Trời ơi, sao nó lại đẹp như thế. Vô lăng tích hợp bàn phím, điều hòa auto, màn hình DVD theo xe. Đấy. Hỗ trợ có phanh điện tử, phanh tay điện tử. Nội thất đây, tắp ly bọc da, tắp ly tắp lô bọc da. Và đặc biệt có những cái nét vân gỗ này. Đây, nó được thêm vân gỗ đấy, cực đẹp luôn. Điều hòa cực mát, vân gỗ của tắp ly, vân gỗ đây, tắp ly bọc da này, và có cái nét vân gỗ này, xe cực kỳ sang trọng luôn. Chiếc xe này bên Dũng Audi cam kết với quý vị, quý anh chị và các bạn là không đâm va, không tai nạn, không ngập nước. Xe thì đã được nâng cấp thảm lót sàn 3D, thảm lót sàn 3D rất hợp với cái tông màu của màu ghế đây, rất đẹp. Tắp ly tắp lô như mới. Trên đây là phần form dáng tổng thành, nội ngoại thất của chiếc xe. Bây giờ mình và các bạn sẽ đi vào phần khoang động cơ để xem máy móc nó như thế nào. Đây, xe thì khoang động cơ này thì nó có ti thủy lực chống, mình không cần phải gạt cần này lên. Nó chỉ có ti thủy lực đây. Đầu tiên thì mình sẽ xem cái phần ốc cabo và phần keo chỉ cabo xem nó có còn zin không. Thì đây, như quý vị có thể thấy này, ốc cabo còn zin. Đấy, ốc cabo còn zin, keo chỉ zin. Đây. Keo chỉ zin đây. Đó. Kể cả cái con ốc bên tai này cũng zin. Đây. Đây là phần máy.
Còn máy thì nó có một lớp bảo vệ ở đây, mình sẽ giật cái này lên xem máy móc nó như thế nào. Quý vị có thể nhìn thấy ốc của nắp giằng cò, hay còn gọi là răng mặt máy, thì có thể thấy một loạt ốc đây, còn rất là zin, chưa hề có vết mở. Ốc chân máy cũng thế, đây ốc chân máy cũng thế. Đấy. Thì có thể mình xem như này thì mình có thể được, mình có thể cam kết được với quý vị, quý anh chị và các bạn là xe này máy móc còn nguyên zin, chưa làm bất cứ cái gì về máy, máy cắm móc còn nguyên zin, form dáng còn rất đều, không đâm va, không tai nạn, không gặp nước. Mọi thông tin về chiếc Joyti Z500 sản xuất năm 2016. Quý vị quý anh chị vui lòng alo trực tiếp cho Dũng Audi theo số điện thoại 0855 966 966, hoặc trực tiếp đến tại cửa hàng của Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương, có địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, để xem xe, chạy thử xe và test xe. Bên em cam kết giấy tờ chuẩn chỉ, an ninh hợp pháp, không tranh chấp, không cầm cố, và đối với những dòng xe từ 2010 đổ lên thì bên em đang làm trả góp ngân hàng. Lãi suất chưa đến 0,9% và hỗ trợ được lên tới 6-70% giá trị xe. Dũng Audi xin trân trọng kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin kính chào.